Những tỉnh thành nào đang đổi màu dịch? Hà Nội sẽ tiêm COVID-19 cho trẻ em như thế nào? Nhiều người trả giá do liên quan đến đại gia lan đột biến. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp trên kênh Tin Tức Việt và ngay bây giờ sẽ là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, sau những ngày trở lại cuộc sống bình thường mới, mở dần các hoạt động dịch vụ, có địa phương vẫn tiếp tục xanh hóa, nhưng cũng có những tỉnh đã xuất hiện nhiều ca cộng đồng phải nâng cấp độ dịch. Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng vùng xanh sau một tháng nới lỏng. Vào sáng nay mùng 1 tháng 11, cổng thông tin COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin về cấp độ dịch của từng quận huyện, thành phố Thủ Đức sau khi các địa phương gửi kết quả báo cáo về Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố sau một tháng nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, tỷ lệ địa phương là vùng xanh của thành phố Hồ Chí Minh ngày càng được nâng cao. Theo số liệu mới nhất, thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương thuộc vùng vàng, thuộc cấp độ 2 của dịch COVID-19. Đối với từng khu vực, thành phố Hồ Chí Minh đã có 13 quận huyện là vùng xanh, đạt tỷ lệ 59%, 9 địa bàn là vùng vàng, chiếm tỷ lệ 41% và không có địa phương là vùng cam, vùng đỏ. Như vậy, quận duy nhất là vùng cam của thành phố Hồ Chí Minh trong tuần trước đã được chuyển thành vùng vàng. Quận Bình Tân cũng đã nâng tỷ lệ vùng xanh từ 10% lên thành 50% trong tuần này. Hiện tại, toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 5 địa phương đạt cấp độ bao phủ vùng xanh là 100%, gồm quận Nhất, quận 7, quận 8, Tân Phú và huyện Cần Giờ. Các địa phương đạt tỷ lệ vùng xanh từ 50% trở lên gồm quận 4, quận 5, quận 10, 11, Bình Tân, Gò Vấp, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi và thành phố Thủ Đức. Các địa phương còn lại gồm quận 3, 6, 12, Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận đạt tỷ lệ vùng xanh dưới 50%. Về các chỉ số dịch tễ của thành phố Hồ Chí Minh, sau nhiều ngày lên xuống, số bệnh nhân COVID-19 mỗi ngày ghi nhận trên địa bàn đã có dấu hiệu đi ngang nhiều ngày liên tục, ở mức trên dưới 1.000 ca mỗi ngày. Số ca COVID-19 mỗi ngày cũng ở mức thấp hơn 20 đến 30 ca mỗi ngày. Sau quãng thời gian dài căng mình chống dịch COVID-19 và đạt được nhiều kết quả khả quan về tình hình dịch tễ, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức mở lại các quán hàng bán tại chỗ từ ngày 28 tháng 10. Theo đó, các hàng quán được mở bán tại chỗ nếu đáp ứng được các quy định theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, các cơ sở cần tuân thủ những quy định cụ thể. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các hàng quán phải đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày, công suất tối đa được duy trì từ 50% trở xuống. Ngoài ra, các nhà hàng quán ăn tại chỗ không được kinh doanh đồ uống có cồn. Đối với việc kinh doanh rượu bia, đồ uống có cồn, các cơ sở tại quận 7 và thành phố Thủ Đức được thí điểm thực hiện căn cứ trên mức độ kiểm soát dịch COVID-19. Việc thí điểm do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 7 và thành phố Thủ Đức quyết định. Cần Thơ lập đỉnh F0 đổi màu từ vùng xanh sang vàng. Vào ngày 30 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành văn bản về việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19. Theo đó, toàn thành phố từ cấp độ 1 màu xanh sẽ chuyển xuống cấp độ 2 màu vàng theo nghị quyết 128 kể từ 9 giờ ngày 1 tháng 11. Cụ thể, có 29 đơn vị cấp xã thuộc cấp 1 nguy cơ thấp vùng xanh, 43 đơn vị cấp 2 nguy cơ trung bình vùng vàng, 10 đơn vị cấp 3 nguy cơ cao vùng cam, 1 đơn vị cấp 4 nguy cơ rất cao vùng đỏ là phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều. Có 1 đơn vị cấp huyện thuộc cấp 1, 8 đơn vị thuộc cấp 2. Cấp tỉnh của thành phố Cần Thơ thuộc cấp 2. Vào ngày 31 tháng 10, Cần Thơ ghi nhận 282 ca mắc COVID-19, số ca mắc cao nhất kể từ ngày 8 tháng 7 đến nay. Trong ngày có thêm 31 bệnh nhân được xuất viện, có 4 ca đã không qua khỏi. Trong số các ca nhiễm mới, có 235 ca trong khu cách ly và cách ly tại nhà, 29 ca trong khu phong tỏa và 18 ca qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế. Tính từ ngày 8 tháng 7 đến nay, Cần Thơ đã có 7.650 ca mắc, trong đó có 6.156 ca được điều trị khỏi, 105 ca qua đời. Tại Cần Thơ, 7 ngày qua, địa phương này đã ghi nhận các ổ dịch lớn như Bệnh viện Đa khoa Trung ương, khu vực 7, phường Cái Khế, khu vực 6, phường An Cư, quận Ninh Kiều. Đặc biệt ổ dịch trong một công ty ở khu công nghiệp Thốt Nốt 30F0 và chùm ca 151F0 tại một công ty trong khu vực khu công nghiệp Trà Nóc 2. Sóc Trăng nâng cấp độ dịch vì có nhiều ca cộng đồng. Vào chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có quyết định về cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định phân loại cấp độ dịch COVID-19 của tỉnh Sóc Trăng, toàn tỉnh có 79 đơn vị cấp xã thuộc cấp 1 nguy cơ thấp vùng xanh, 20 đơn vị cấp 2 nguy cơ trung bình vùng vàng, 10 đơn vị cấp 3 nguy cơ cao vùng cam. Đối với cấp huyện có 2 đơn vị cấp 1, 8 đơn vị cấp 2, 1 đơn vị cấp 3 là huyện Trần Đề, toàn tỉnh Sóc Trăng chuyển từ cấp 1 vùng xanh lên cấp 2 vùng vàng.
thời gian áp dụng cấp độ dịch nói trên kể từ 12 giờ ngày 2 tháng 11. Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết, tình hình dịch COVID-19 tiềm ẩn nguy cơ rất cao, số ca mắc trong cộng đồng nhiều, tình hình dịch bệnh có dấu hiệu tăng nên tỉnh yêu cầu các địa phương quán triệt chặt chẽ quy định, quy trình trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, lực lượng chức năng tập trung lấy mẫu sàng lọc cộng đồng để tách F0 ra khỏi cộng đồng. Phát hiện có F0 phải nhanh chóng phong tỏa phù hợp, nguyên tắc phong tỏa hẹp, khoanh vùng rộng, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm thần tốc. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 ở trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian từ quý 4 năm 2021 đến quý 1 năm 2022. Thời gian cụ thể sẽ dựa theo các đợt phân bổ vaccine của Bộ Y tế. Đối tượng triển khai sẽ là toàn bộ trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi, bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học, có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Cũng theo kế hoạch này, trong trường hợp nguồn vaccine chưa đủ, thành phố sẽ tiến hành phân bổ số lượng vaccine cho các quận, huyện, thị xã theo thứ tự ưu tiên. Có ca F0 mới, có mật độ dân cư cao, có nhiều địa điểm thường tập trung đông người, nhiều ngành nghề dịch vụ, nhiều trường học, giáp danh các tỉnh có dịch bệnh diễn biến phức tạp, cửa ngõ giao thông đi lại, có khu cách ly tập trung. Ngoài ra, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế tại thời điểm triển khai chiến dịch sẽ có điều chỉnh ưu tiên cụ thể cho từng địa phương nhằm đảm bảo tối ưu nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh với nguyên tắc. Ưu tiên tiêm trước cho các nhóm đối tượng trẻ em ở các quận huyện đang có dịch. Về hình thức triển khai, thành phố sẽ tổ chức tiêm chủng theo lứa tuổi từ cao cho đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16-17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch bệnh của thành phố. Tổ chức theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động theo phương án số 170PA-UBND ngày 21 tháng 7 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Căn cứ đối tượng cần tiêm, tình hình dịch trên địa bàn và phương án mở cửa trường học trở lại, các tổ chức điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn và các điểm tiêm chủng lưu động tại trường học, huy động các điểm tiêm chủng tại bệnh viện, phòng khám trong và ngoài công lập, các bệnh viện, bộ, ngành đóng trên địa bàn, các cơ sở tiêm chủng dịch vụ và tăng cường hỗ trợ nhân viên có chứng nhận an toàn tiêm chủng tăng cường tại các điểm tiêm. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay mùng 1 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã có quyết định xử lý đối với các cá nhân, doanh nghiệp thu hàng nghìn tấn than lậu trị giá gần chục tỷ đồng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã có quyết định xử phạt hành chính đối với 7 cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền là 921 triệu đồng và tịch thu hàng nghìn tấn than lậu với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng. Đây là các cá nhân, doanh nghiệp đã thuê kho bãi trên địa bàn thị xã Kinh Môn để kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tàng trữ khoáng sản không rõ nguồn gốc hợp pháp, không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định. Bà Bùi Thị Ngọc bị phạt 94 triệu đồng, tịch thu 8.726 tấn than, tổng giá trị gần 847 tỷ đồng. Ông Lại Tiến Mạnh bị xử phạt 94 triệu đồng, tịch thu 16.859 tấn xít than, tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng. Bà Đỗ Mạnh Dũng bị xử phạt 82,5 triệu đồng, tịch thu 301 tấn xỉ, 993 tấn xít nghiền, tổng trị giá hàng hóa, vi phạm là hơn 109 triệu đồng. Và ông Bùi Đức Tiến bị xử phạt 139 triệu đồng, tịch thu 1.424 tấn xỉ, 6.280 tấn xít, tổng trị giá gần 544 triệu đồng. Những người này đều trú tại thị xã Kinh Môn. Một người ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là ông Hoàng Văn Trường bị xử phạt 94 triệu đồng. Tịch thu hơn 5.662 tấn than với tổng trị giá là 3,7 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 27 tháng 8, đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại Công ty Cổ phần Yên Phước, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan. C03 đã ra lệnh bắt tạm giam 12 người, trong đó có bà Châu Thị Mỹ Linh, Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Phước, trú tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, trong số này có hai bị can từng được biết đến là đại gia chơi lan đột biến nổi tiếng trên mạng. Hai đại gia chơi lan đột biến cùng bị bắt trong đường dây than lậu này là anh em song sinh Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh, cùng 33 tuổi, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Kết quả khám xét xác định đường dây này đã khai thác hơn 2 triệu tấn than và tiêu thụ hơn 1 triệu tấn than.
Từ việc khai thác than lậu, nhóm của bà Linh và hai anh em Đại Gia La Đột Biến đã thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng. Số than lậu này đa phần được vận chuyển về các bãi than lậu trên địa bàn tỉnh Hải Dương để từ đó cung cấp bất hợp pháp đi các địa phương xuất lậu ra nước ngoài. Thông tin này cũng là thông tin cuối cùng chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Và còn rất nhiều những nội dung đáng chú ý khác đang chờ đợi quý vị trong các bản tin kế tiếp. Mời quý vị cùng tiếp tục đón xem.